Xin chào các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới thú vị của các loại quả. Các bạn nhỏ sẽ được học cách đọc tên các loại quả thông qua những hình ảnh sinh động và đáng yêu. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá này nhé! Đây là quả gì? Quả đu đủ. Quả đu đủ. Papaya. Papaya. Đây là quả gì? Quả dừa. Quả dừa. Coconut. Coconut. Đây là quả gì? Quả dứa. Quả dứa. Pineapple. Pineapple. Đây là quả gì? Quả xoài. Quả xoài. Mango. Mango. Đây là quả gì? Quả ổi. Quả ổi. Guava. Guava. Đây là quả gì? Quả bưởi. Quả bưởi. Pomelo. Pomelo. Đây là quả gì? Quả vải. Quả vải. Lychee. Lychee. Đây là quả gì? Quả nhãn. Quả nhãn. Longan. Longan. Bài học đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và nhớ đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích nhé.